Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con app có thể kiếm tiền như TikTok, như cái mạng xã hội của TikTok bây giờ nha. Nhưng mà cái này nó ra sau, thì nó có tên là Pixel. Thì các bạn có thể lên CH Play hoặc là App Store để các bạn bỏ với cái từ khóa là Pixel để các bạn tải về và trải nghiệm nhá. Thì bước đầu nếu mà muốn kiếm được tiền thì cũng như các con app khác thôi, các bạn phải đăng ký. Thì sau khi các bạn đã tải về rồi thì nó sẽ có giao diện như thế này. Nó có 3 hình thức để đăng ký nhá. Một là Google, hai Facebook và ba là cái tài khoản iCloud. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký luôn. Thì, mình sẽ đăng ký bằng Google, Facebook nhá. Ok, mình cứ nhấn cho phép này. Ok, tiếp tục với cái tên Facebook của các bạn này. Ok, mình sẽ mở. Ok, đây nó sẽ yêu cầu là địa chỉ email nhá. Thì các bạn sẽ gõ cái địa chỉ email của các bạn vào. Ok, sau khi các bạn đã nhấn địa chỉ email của các bạn vào thì các bạn nhấn get code ở dưới này nhá. Để nó yêu cầu cái mã code gửi về cái email của bạn. Các bạn sẽ nhập 6 cái mã code đó vào. Đây, như mình đã gửi về rồi. Mình sẽ check email nhé. Ok, với cái mã code của mình là 5911. Ok, các bạn quay lại với app này và các bạn gõ là 5911. Ok, và các bạn nhấn next cho mình nhé. Ok, các bạn tiếp theo các bạn chờ hết giây xong, nó hiện lên cái chữ là I understand này, thì các bạn nhấn vào cho mình này. Ở đây nó sẽ yêu cầu thiết lập password, thì các bạn nhập password vào nhập password của bạn vào nhá. Ok, đây là xác nhận mật khẩu. Ok, sau khi các bạn đã xác nhận mật khẩu thì các bạn nhấn next cho mình này. Ở đây nó sẽ yêu cầu là nickname, các bạn muốn đặt cái tên hiển thị của các bạn như thế nào thì do các bạn đặt nhá. Như mình sẽ đặt là ABC123 đi. Ok, ở đây là cái địa chỉ vùng của bạn, thì các bạn ở đâu thì nó sẽ có cái GPS, nó sẽ hiện cái tên cái chỗ các bạn đang ở hiện lên đây, thì các bạn chỉ cần nhấn chọn thôi. Ok, mình sẽ nhấn chọn này. Mình nhấn confirm. Ok, các bạn giới tính nào thì các bạn chọn giới tính đấy nhá. Nhưng mình nam này, bên mết là nam này, femmate là nữ này. Thì mình nhấn chọn nam này. Rồi xong các bạn nhấn đăng cho mình này. Ok, ở đây nó sẽ xác minh robot. Thì các bạn hãy vượt qua cái xác minh robot này nhá. Và chọn xe hơi. Ok, mình sẽ chọn xe hơi. Rồi mình nhấn xác minh này. Ok, cái tên này nó đã có người dùng rồi, cho nên là mình sẽ chọn cái tên. Các bạn chờ một tí nó sẽ xử lý cho các bạn nhé. Ok, sau khi các bạn đã đăng ký thành công thì nó sẽ có một ít cái đồng nó thưởng cho các bạn đăng ký ở đây nhá, là 0,0100 pix. Thì mình cũng giới thiệu luôn, trước khi vào mình giới thiệu những cái tiền, mình sẽ nói luôn là cái đồng pix này nó chuẩn bị list lên sàn KuCoin nhá. Thì hiện tại trước đây đến hiện tại bây giờ thì nó sẽ thanh toán qua cái ví MetaMask, nhưng mà còn 3 ngày nữa đến ngày 20 tháng 9 2022 này nó sẽ list lên sàn KuCoin nhá. Cho nên là các bạn sẽ yên tâm về cái nền tảng này, nó sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho các bạn ở đây mà không phải không sợ scam và mọi thứ linh tinh nhá. Kiếm tiền làm sao thì trước tiên các bạn muốn kiếm được tiền trên cái con app này thì các bạn hãy nhấn vào cái chữ NFT ở dưới đây, cái hình giỏ hàng đây cho mình này. Thì ở đây nó sẽ có tất cả rất nhiều cái máy ảnh ở đây, nhưng mà nó sẽ chưa cập nhật nhá, nó mới là commission thôi, nó đang diễn ra. Thì các bạn chơi miễn phí thì nó có một cái camera ở đây, nó không tốn một cái gì nhá. Thì các bạn nhấn free cho mình này. Ok, xong các bạn nhấn pay cho mình này.
để các bạn mua cái camera này. Cái password nó hiện lên như thế này là cái password của các bạn lúc nãy đăng ký cái tài khoản nhá. Cái password của đăng nhập vào cái tài khoản của mình ấy, thì các bạn nhập cái password đấy vào. Ok, xong các bạn nhấn confirm cho mình này. Ok, sau khi các bạn nhấn confirm thì nó sẽ mua được cái camera này rồi. Nếu như các bạn muốn đầu tư nữa thì có khả năng là phải chờ nhá. Có khả năng là phải chờ khi nào nó diễn ra cái này thì các bạn có thể mua được. Còn bây giờ thì chưa mua được đâu nhá. Bây giờ các bạn chỉ có thể chơi là miễn phí thôi. 50 cái thể lực ở đây. Đây. Đây là cái camera miễn phí của các bạn. Nó chỉ được 50 cái thể lực thôi nhá. Để các bạn like và đăng video nhá. Ok, sau khi đã mua máy ảnh xong thì các bạn kiếm tiền làm sao? Thì các bạn ấn vào cái hình ngôi nhà cho mình này. Ở đây nó có cái bảng tin như thế này. Nó giống kiểu mình đọc báo thôi. Thì để kiếm tiền được thì các bạn đi tương tác. Ví dụ như các bạn nhấn like này và nhấn follow cho họ thì bạn sẽ kiếm được tiền. Và ngược lại thì ví dụ như các bạn có thể đăng video hoặc là bảng tin của bạn thì người ta follow hoặc là tìm cho các bạn thì các bạn vẫn thể kiếm được tiền nhá. Ok, thì đây là cái bảng tin. Cái thứ hai là cái video giống cái mạng xã hội TikTok ở đây. Ok, thì ở đây nó giống như cái TikTok thôi. Các bạn bây giờ TikTok nó rất phổ biến, ai cũng có thể chơi TikTok. Thì ở đây nó cũng không khác gì là TikTok nhá. Nó cũng có thể team này và follow này. Ok, sau những cái lượt mà các bạn follow và team như vậy thì các bạn sẽ kiếm được cái đồng pick ở đây nhá. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Thì đến cái cách thứ hai các bạn có thể kiếm được tiền là các bạn sẽ đăng video nhá, đăng video hoặc là đăng ảnh để các bạn kiếm được tiền. Thì các bạn hãy nhấn vào cái dấu cộng ở giữa này. Rồi các bạn muốn đăng ảnh thì các bạn nhấn vào photo nhá. Các bạn muốn đăng video thì các bạn nhấn vào video cho mình này. Ok, mình sẽ thử đăng ảnh này. Ở đây mình sẽ thử đăng ảnh. Đây. Ok, các bạn nhấn đây là cái mô tả cái ảnh của các bạn nhá. Ví dụ như là gương xinh đi. Ok, ở đây phần tag này thì các bạn có thể tag những cái gì mình thích, xinh đẹp. Ok, nhấn cách thì nó sẽ ra cái tag thôi. Xong các bạn nhấn post cho mình này. Ok, các bạn lưu ý nhá, cái điểm của cái đồng pick này tại sao mà nó vẫn giữ là 0,0100. Tại sao mình đã nhấn follow và nhấn team rồi thì nó vẫn chưa hiện đến này? Thì những cái lượt các bạn tương tác như vậy thì nó sẽ chưa cộng vào cái balance này nhá. Nó chưa thể cộng vào balance này mà nó sẽ ở dưới cái phần là user list gì đấy, ở pick đây đấy, mình cũng không rõ tiếng Anh lắm, mình các bạn thông cảm cho mình. Thì nhấn vào cái phần hỏi chấm này thì ở đây các bạn cũng có thể hiểu là nôm na là nó sẽ cộng cái số dư này vào trên cái balance này trong vòng 7 ngày làm việc nhá. Cho nên các bạn cứ yên tâm đi, nó giống kiểu là nó sẽ xem các bạn có gian lận gì không. Thì nếu mà không gian lận gì nó sẽ cộng lên trên cái balance này nhá. Cho nên các bạn rất có thể yên tâm. Vừa rồi mình vừa like và follow cho những cái bài viết đó thì nó sẽ có cái đồng pick ở đây. Thì là mình vừa làm 1-2 cái thì nó có 1,3335 đồng pick ở đây nhá. Sau 7 ngày làm việc thì nó sẽ cộng lên trên này thôi. Vì là cái ứng dụng này nó còn 3 ngày nữa nó sẽ list lên sàn KuCoin, cho nên mình sẽ không hướng dẫn là các bạn liên kết ví MetaMask nữa nhá. Vì là nó sẽ list lên sàn KuCoin rồi, có thể rút về sàn KuCoin rất đơn giản hơn. Mình sẽ cái clip tiếp theo mình sẽ làm cái hướng dẫn rút tiền về cái sàn KuCoin cho bạn nhá. Thì video của mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Các bạn nào thấy hay thì để lại cho mình một đăng ký, một like và comment những cái ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận nhá, để mình có thêm động lực mình làm thêm video clip cho các bạn. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.